Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nãy mình ra một video giới thiệu về cuộc sống của Nhật Bản. Hôm nay các bạn cùng với mình đi xem cái nguồn nước sạch của Nhật Bản như thế nào các bạn nhé. Thì mới đầu ấy, mới sang Nhật Bản thì là mình cứ nghĩ rằng cái nước uống này này, cái nước 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 cái nước nước sinh hoạt này, đấy mình uống trực tiếp được. Các bạn ạ. Đây. Nhưng thực ra thì là uống trực tiếp không uống được đâu các bạn ạ. Thì ít nhiều ấy thì là mình phải đun sôi lên rồi mình phải uống hay là như thế nào đó. Ban đầu mình cứ nghĩ là như vậy nhưng mà bên này không phải. Nhưng mà bên này ấy, thì mình có thể đi lấy nước sạch uống miễn phí các bạn nhé, uống trực tiếp được. Tức là mình lấy ở cửa hàng các bạn nhé. Hôm nay các bạn cũng đi với mình để xem bên Nhật Bản người ta lấy nước sạch như thế nào để về uống các bạn nhé. Cùng đi với mình nhé. Mình đến nơi lấy nước rồi các bạn nhé. Đây là cái siêu thị mà mình sẽ lấy nước về uống. Đây là cửa Không mất hàng tiền đó. mình vào lấy nước các bạn ạ. Cửa hàng sạch sẽ nó các bạn, mình rất là đẳng cấp luôn. Đúng là siêu thị bên Nhật này nó nhiều cái siêu thị Cảm đồng ơn bằng các miền quê hay là miền thành phố như nhau cả. bạn. Đây là cái máy lấy nước các bạn nhé. Đây là cái máy đấy, các bạn quẹt thẻ đó, quẹt thẻ xong là để cho nó nhận tín hiệu. Các bạn chuẩn bị cho vào, các bạn Bình chọn 4 lít. cái bình mấy lít hay là các bạn đưa vào các bạn nhé. Đấy, mình chọn 4 lít, bắt đầu rửa, xúc cho nó sạch sẽ cái bên trong cái bình của mình đi. Đợi một tí, đấy, thế là các bạn đổ nước mình đã rửa đi các bạn. Vào. Xong là sau đó là các bạn chuẩn bị bật chế độ lấy nước các bạn nhé. Đấy, cái nút thứ hai, đấy, nút thứ hai xanh 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 nhá, thứ hai bên dưới. Đó. Bình này bình 4 lít các bạn nhé. Thì hôm nay mình đi lấy 3 bình. Các bạn xem ở đây quy định là mỗi người mỗi lần chỉ lấy được 2 bình thôi các bạn, và để cho người sau đứng sau mình ấy còn lấy tiếp nữa. Đấy, đây là một cái bàn này để mình để đồ. Đấy, đây là những thông tin ở trên quả cái máy này các bạn, vì là nước miễn phí nên là rất là đông người đến đấy, các bạn chú ý cái điều đó các bạn nhé. Các bạn đợi một lúc nó luôn đầy bình nó tự ngắt các bạn. Các bạn cố gắng chịu khó đi đến đây mà lấy nước mà uống các bạn, nó miễn phí các bạn. Tuy nhiên thì các bạn nhớ là cái bình này các bạn tầm vài tháng các bạn phải thay nhá. Xong rồi các bạn tiếp tục phải đóng đóng lại, đóng cái cửa máy lại các bạn. Sau đó là các bạn quẹt thẻ lại từ đầu. Đấy, quẹt thẻ lại từ đầu. Rồi, cái máy nhận tín hiệu rồi. Đấy, bắt đầu mình cho cái bình thứ hai vào. Đúng như vậy các bạn ạ. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ mất công đi lấy thời gian chủ nhật hay thứ bảy mình được nghỉ hay là buổi tối, tranh thủ các bạn đi lấy các bạn nhé. Đấy, các bạn rửa sạch sẽ bình đi, nước rất là sạch, nước uống. Ở bên Việt Nam mình ngày trước mình đi chợ thì mình cứ đổi bình là 15.000 một bình 20 lít. Nước uống đấy mình ở đây là nước nó tiêu chuẩn các bạn, nên là mình an tâm cái điều đó, nó họ cung cấp miễn phí cho mình các bạn nhé. Bây giờ xong bình thứ hai rồi các bạn ạ. Đấy, máy đã báo tín hiệu là xong rồi. Thì bây giờ mình đẩy phải vào định nắp vào. Bây giờ mình có người đến lấy nước rồi các bạn, mình tình thường lại cho người ta các bạn nhé. Đấy, cái chị bên cạnh chuẩn bị lấy nước. Thì mỗi một lần các bạn lấy liên tục chỉ có 2 bình thôi, vì người sợ mình nếu mà mình lấy nhiều ấy thì người đằng Hai sau bình. hỏi thì không có điều kiện, người ta chất đợi đâu ấy, nên là mình lấy 2 bình trước. Bây giờ mình quay lại mình lấy 1 bình nữa các bạn nhé. Ở đây trong siêu thị này cũng bán đồ khô đấy, chủ yếu là đồ khô các bạn. Đấy, chị này chị lấy nước rồi, bây giờ mình còn 1 bình nữa. Hôm nay mình lấy 3 bình thì trong tuần mình đi làm mà. Đấy, các bạn phải mua cái bình này các bạn nhé. 600 yên đấy, gần 600 yên một cái bình 4 lít, bình 2 lít thì rẻ hơn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, các
các bạn mua bình nhá, bình 2 lít thì là có 284 yên này. Đấy, các bạn nhớ mua bình về mà dùng các bạn nhé, chứ không ai cấp thì không ai cho không bạn cái bình cả, chỉ cái bình đáp lắm các bạn. Bình thứ ba này của bình nhá, của mình nhé, thì cũng chuẩn bị xong rồi các bạn ạ. Đây máy báo đã chuẩn bị ok rồi, thì mình đi về thôi, chuẩn bị đi về thôi các bạn. Trời bên Nhật Bản thời gian mình nó cũng nhanh tối, mình phải về sớm. Mỗi bình này 4 lít các bạn ạ, 3-4-12 lít đó, lít nước thì là 4 tập trong tuần, ok. Khá nhiều nước, bình thường nấu ăn được các bạn. Xong rồi bây giờ mình dò xe để có 2 bình thôi, còn sau mình chặn bình để các bạn đi về với mình nha. Chia sẻ với các bạn về quá trình đi lấy nước sạch ở bên Nhật Bản để mà uống hàng ngày như thế nào các bạn nhé. Nó giống như mình ở Việt Nam mình ấy, mình đi đổi bình đúng không, là 20.000 15.000 một bình 20 lít thì mình mất tiền, nhưng bên Nhật Bản này thì là mình lấy miễn phí các bạn nhé. Các bạn chịu khó hãy đi lấy mà uống các bạn nhé. Còn không nên uống trực tiếp ở cái vòi này, nếu mà có uống thì phải đun sôi lên, hoặc là mình cho vào nấu canh các cái thì mình uống được, ok. Còn là mình uống trực tiếp mà nó rất là hơi mùi cồn và không nên uống các bạn nhé. Ở cửa hàng người ta miễn phí rồi, chúng ta chịu khó mà đi mà lấy mà uống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha, bye bye.